Độ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Chủ nhật ngày 15 tháng 9. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi nhật. Và shop em là bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Đầu tiên em sẽ giới thiệu một số mã carbon trước nha mọi người. Mã số 1 là một cây cần ISO khoan nhỏ của hãng HB Concept đó. Bát hãng luôn. Dài 5m4, ngọn số 1. Hibiki. Tem xuất Nhật ha. Cái này là Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Khoan đá sứ hãng. Ngọn 0,8 ly, nặng 200g. Dòng này thì cũng mềm thôi nha mọi người, đọt số 1 ha. So với cần tay thì chắc nó cứng tầm khoảng 2,5 thôi. Khoan đó là khoan đá sứ hãng. Nặng 200g, mã 1 giá 300.000. Mã 2 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Dài 3m9 của Hàn Quốc sản xuất, có 5 lóng bát Fuji FS6 ha. Chất liệu cần là carbon, khoan là khoan Fuji. Ngọn cần là 0,8 ly, nặng 200g. Cây này đọt nó cũng là tầm đọt số 1 thôi, cũng mềm nha mọi người. So với cần tay thì cứng tầm 2,5 thôi. Mã 2, dài 3m9, nặng 200g, giá 320.000. Số 3, một cây cần lưu 2 khúc, chất liệu là carbon. Khoen này là khoen đá sứ ha. Đá sứ hãng, bát hãng. Xài mấy ngang, tay cầm là bằng cán gỗ bằng. Cần của hãng Shakespeare. Độ cứng MH. Dài 1m98. Lai là 10 cho tới 20 lb. Dòng này Trung Quốc sản xuất. Ngọn 3 ly, nặng 140g. Carbon. Mã số 3, giá 380.000. Số 4 là một cây cần ISO khoan nhỏ ha. Dài 5m3. Có hơi trầy xước, bát Fuji FS7, đọt số 2, Shylock, tem vàng xuất Nhật, khoan Fuji. Ngọn 1 ly 6, nặng 340g, thân hơi to nha mọi người. Carbon xoắn vân. Mã số 4 mà dài 5m3, giá 450.000. 5. Một cây cần rút carbon trơn ha, của hãng Luptin Trung Quốc sản xuất, dài 2m4, độ cứng 15. Bát Fuji FS6, khoen là khoen hãng ha mọi người, khoen đá sứ. ngọn là 2 ly. Ngọn 2 ly. Có 3 lóng. Carbon trơn, độ cứng 15, cân nặng 140g. Cây này mọi người có thể lưu được bằng câu lăng xê. Mã số 5 giá 180.000. Số 6, một cây cần ISO khoan nhỏ ha. Bát Fuji FS6, dài 5m4, ngọn số 2. Dòng này của hãng WIZZ, Trung Quốc sản xuất. Khoan là khoan Fuji. Ngọn 1 ly 3, cân nặng 300g. Khói hơi trầy xước sơ. Mã số 6, dài 5m4, giá 400.000. Số 7, một cây cần Sensi Rip, chất liệu là carbon ISO khoan nhỏ, bát Fuji FS6. Dài 5m4, cái này em đo 5m3, ngọn số 1, tem vàng xuất Nhật ha. Khoan Fuji. 1 ly 3, ngọn 1 ly 3, nặng 200g. Có 6 lóng.
Mã 7 ạ. Giá 370. 8, một cây lưu 2 khúc. Máy đứng, tay cầm là cán gỗ bằng. Tem xuất Nhật ha. Suzumi Made in Korea. Độ cứng L 5,6 feet, 1m68 ha. Lưu là 1/8 đến 1/4 OZ, line là 6-10 LB. Khoan này là khoan gold ha mọi người. Khoan Fuji gold ha, có hơi bị cũ theo thời gian. Cái này mình về mình vệ sinh lại giúp em ha, nó có hơi bị dính keo vài chỗ, vì mình có dầu nhớt xăng mình lau là nó sạch thôi mọi người. Đó, khoan Fuji gold ha. Ngọn 1,9 ly, nặng 100g, mã 8, giá 350.000, free ship ha. Mã số 8. Số 9 cũng là một cây súp carbon. Chiều dài là 4,5 m. Trung Quốc sản xuất ha. Marine Flash New Forest. Bát Fuji á, bát 7. Khoan là khoan Fuji, cái mình gặp được. Ngọn của cần là 2,6 ly. Nặng 580g. Cây này phôi nó dày, nó hơi nặng ha mọi người. Độ cứng của nó thì tầm khoảng 20 đến 25, 20 25. Đọt 2 ly 6 ha. Mã số 9. Giá 440.000. 10, một cái ISO khoan nhỏ ha. Của hãng Nissin. Bát Fuji FS6, dài 5,3 m. Ngọn số 1 Pro Square, cây này tem vàng xuất Nhật, có phôi có trầy xước cũ theo thời gian. Khoan là khoan Fuji đá sứ. Ngọn 1 ly mốt, nặng 200g. Phôi carbon văng như thế này, có cũ theo thời gian ha. Cái lóng ngoài thì nó hơi cũ, còn bên trong thì cũng còn đẹp ha. Mã số 10, giá 360.000, dài 5,3 m. 11 là một cây fly. Cái này cái phần tay cầm này như nó bị mất một cái gắn bát rồi. Vậy mọi người chế lại giùm ha. Chất liệu là carbon. Dòng của hãng Mana Glass. Chiều dài là 2,1 m. Khoan đề 3 này là khoan Fuji ha mọi người. Còn lại các khoan kia là dạng khoan inox như thế này. Ngọn của nó là 1 ly 9. Dòng fly câu suối ha. Cái này mình về mình câu tay, hoặc là mình lên bát mình xài, lên khoan xài lưu cũng được. Cân nặng là 40g thôi. Cây này rất là nhẹ luôn. Thu gọn 109cm ha. Mã 11, giá là 200.000 thôi nha mọi người, 200 free ship. Mã 11. 12, đó là một cặp cần ISO khoan nhỏ, gồm một cây 5,3 m và một cây 5,4 m. Năm mét ba là cây của hãng Daiwa, hàng nội địa. Bát Fuji FS6, khoan là khoan đá sứ ha. Khoan đá sứ. Khoan đầu bu nó là không lồng sứ, và các khoan chạy trên đây nó cũng không có lồng sứ ha mọi người. Ngọn là 1 ly và nặng là 340g. Đọt của nó là đọt tháp luôn ha, trên đọt dưới rỗng ha mọi người. Phôi phíp đỏ. Chất liệu là phíp đỏ ha. Nặng 340g và cây này là 5,4 m. ISO series best quality rose. Bát Fuji FS7, cần ngoại hình còn đẹp. Khoan này là khoan Fuji. Ngọn cần 2 ly, nặng 420g. Khoan này nó bị khô kẹo, nó sút ra thôi ha. Mình dán lại. Trước khi ship cho mọi người là sẽ kiểm tra lại và dán keo lại. Mà về nó có sút thì mình dán lại giúp em nha. Cân nặng 420g, mã 12, cặp cần còn rất đẹp ha. Giá 300.000, một cây đọt 1 ly và một cây đọt 2 ly. Tiếp theo là mã 13 sẽ là một cặp cần súp, gồm một cây 4,1 m và một cây 4,2 m của Daiwa và Shimano. Cây này là của hãng CSIC ha mọi người. Dài 4,1 m nè. Ngọn 2,5 ly, 5 lóng, nặng 420g,
thu gọn 104 cm, độ cứng 15-30, bát fushi, khoang fushi. Phôi cần còn đẹp, màu xanh lá cây. Và cây này là của hãng Daiwa, dài 4m2, độ cứng 25, 5 lóng, thu gọn 101 cm. Bát fushi FS7, khoang là khoang đá sứ luôn. Ngọn của cần này là 2.7 ly, nặng 650g, độ cứng cũng tầm 20-25. Phôi cần có hơi chạy xíu ha. Mã số 13 gồm một cây 4m1 và một cây 4m2. Giá cặp này là cặp cần súp ha, hoàn thiện 13.500. 14 là một cây cần phíp ha. Nãy giờ thì từ mã số 12 trở đi là phíp rồi nha mọi người. 14 là một cây phíp 3 khúc, tay cầm là bằng gỗ ha, bát Fuji Chic của hãng Olympic, chiều dài là 2m7, 3 khúc, phôi cần còn đẹp, đọt là đọt tháp, khoang là khoang đá sứ ha, khoang cái của nó là khoang gập như thế này, không lồng sứ. Ngọn 3.5 ly, độ cứng nó tầm 20-25 và nặng 440g. Đầu bu nó là lai đầu bu hay sao mọi người, bu là bu đen ha, còn cái này là trắng vàng, hàng nội địa Nhật. Mã số 14 giá 270.000, thôi còn được ha. 15 sẽ là một cặp cần súp lỗi khoen, gồm một cây 36 và một cây 39 ha. Cây 36 đây mọi người, hàng nội địa, bát Fuji FS7, dài 36 ha, của hãng Daiwa, còn được các khoang cái thôi, còn các khoang ở trên này là nó bị hư hết rồi. Ngọn 2.9 ly, nặng 470g, độ cứng tầm 25-27 ha. Độ cứng H thì độ cứng nó cũng cao. Và cái này 3.9 ly, bát Fuji FS7. Cái này là của Trung Quốc sản xuất, của hãng Alpha. Có được hai cái khoang nhựa, khoang nhựa này còn hoàn thiện mọi người, nhưng mà về nhiều khi nó cũng nhanh hư lắm. Đọt 3.2 ly, nặng 340g, em bán là lỗi khoang ha, còn được phôi thôi, về mình xài, mình sử dụng theo cái nhu cầu ha. Mã 15. 15 này giá 250 ha, cặp cần súp lỗi khoang. 16 sẽ là một cặp cần lưu 2 khúc, gồm một cây máy đứng và một cây máy ngang. Cây này máy ngang, máy ngang này là bát của nó là bát Fuji Japan, tay cầm là cán súng ha, của hãng Ontake Lu Company, dài 1m8, độ cứng M, khoang của nó là khoang dạ quang, bu dạ quang. Ngọn 2.6, nặng 220g, cứng M, chất liệu phíp. Và cây này là máy đứng của hãng OGK, của Trung Quốc sản xuất, độ cứng ML, dài 1m8, lưu là 1/8 đến 1/2 OZ, lai là 4-10 lb, ngọn 1.8 ly, nặng 130g, khoang là khoang đá sứ ha, đá sứ hãng, độ cứng ML. Cặp cần số 16 giá 240 khi ship, một cây ngang và một cây đứng ha, dành cho mấy anh em, các anh em mới tập chơi hoặc là các bé muốn trải nghiệm ha. Mã 16, tiếp theo mã 17 là một cây 3 khúc 2m7. Cây này thì không rõ thương hiệu ha. Tay cầm ở đây là bằng gỗ nè, bát Fuji, rất là giống của Olympic, khoang đá sứ. Ngọn 3 ly, nặng 320g. Ở đây đầu này nó đầu bu nó có quấn thêm chỉ vào. 3 ly. Cây này độ cứng nó tầm khoảng 20-25 á mọi người. Mã 17 ha, giá 250.000. Tiếp theo là mã 18 sẽ là một cặp súp lỗi khoen nữa ạ. Làm gồm một cây 3m6 và một cây 4m4, hơi trầy xước ha mọi người. Cây này 3m6 nè. Bát Fuji FS7 của hãng NGK, dài 3m6, có 4 lóng ha. Khoang cái mình gặp còn cái đầu bu và khoang cái thôi. Ngọn của nó là 3 ly và nặng 340g, có 4 lóng. Và cái này 4m4 của hãng Daiwa, có trầy xước, bát Fuji FS7, độ cứng 25. Ngọn 2 ly
6, nặng 550g. Đồ cứng tầm 20-25, có hơi trầy xước ha, hơi có hơi trầy. Cặp 18 giá 250 nha mọi người, phi ship ha. 19 là một cây 3 khúc phíp đỏ của hãng Daiwa, bát Fuji FF7, dài 3m6 ha, Jade Sport, khoan Fuji, bát Fuji, ngọn 3 ly 3, nặng 620g. Đồ cứng mấy cái dòng này tầm khoảng 20 á mọi người, 20-25, mã 19 nha. Mã 19 này là giá là 300.000 nha mọi người, phi ship ha. 19. 20 cũng là một cây cần giống với lại cây của 19 ha. Đây qua 3m6, bát Fuji, khoan Fuji, hàng nội địa Nhật luôn. Và ngọn của nó cũng là 3 ly 3 và nặng cũng là 630g. Mã số 20 thì cây này cũng giá là 300.000. Độ cứng thì nó cũng giống nhau, tầm khoảng 20-25. Rồi, cây này là cây số 20, giá 300. Cần 3 khúc. Tiếp theo là mã 21, sẽ là một cây 3 khúc, hàng nội địa Nhật, dài 3m6. Cây này là của hãng hàng nội địa ha. Và nó có một cái lỗi ở đây, ngay cái phần cái lóng gốc á mọi người, nó có hơi bị giống như nó xước một, nó bị dợp cái lớp sơn lên đó mọi người, sau đó là nó có bị xước miếng ha. Đó. Bên ngoài thôi chứ cũng không có ảnh hưởng gì tới sâu bên trong. Về mọi người dán keo rồi mình có thời gian đi chỉ lại xíu là mình xài ok ha. Cây này thì cứng bát vặn, khoan Fuji, đá sứ, con cái mình gặp được, ngọn tới 4 ly 8, mọi người, nặng là 860g, dài 36 ha. Cứng cây này tầm 30, mã 21 ha. Rồi cây này để mọi người 200.000 ha, mọi người phi ship ha. Bị một cái chỗ đó thôi. Mã 21 là 200. 22 sẽ là một cặp cần ISO biển, gồm là một cây 5m3 và một cây 5m1. Khoen của nó thì nó có hơi cũ theo thời gian ha, hơi bị ra ten. Cái này không phải ra ten mà giống như nó móc, nó hơi bị oxy hóa nhẹ, oxy hóa ha. Dài 5m3 và 5m1. Cái này 5m3, bát Fuji FF7 ha, của hãng NFT. Khoen của nó đây, khoen nó hơi bị ố ha mọi người. Cái đầu bu nó đây mọi người. Cái này thì ngọn của nó cần này là 2 ly 7, nặng 660g, 2 ly 7 ha. Phôi thì cũng còn đẹp mọi người, chỉ có cái khoen thì nó hơi bị rỉ nhẹ ha. Và cây này là 5m1, hàng nội địa Nhật ha. Bát Fuji, bị Lucy. Khoen cũng hơi bị ố. Đọt 2 ly 1, nặng là 660g. Có hơi trầy xước ha. Cặp này là cặp số 22, giá 300.000, gồm một cây 5m3 và một cây 5m1 ha. Còn mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha mọi người. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.